những gì là chín đó là lìa pháp dục ác bất thiện có tầm có từ đi xanh hỉ lạc nhập sơ thiền an trụ trọn vẹn là định thứ đại thứ nhất tầm từ tịch tịnh an trụ trong tánh chuyên nhất của tâm bình đẳng thanh tịnh không tầm không từ định xanh hỉ lạc nhập đệ nhị thiền an trụ trọn vẹn là định thứ đệ thứ hai ly hỷ trụ xả đầy đủ niệm chánh chi toàn thân thọ lạc bậc thánh ở trong đó năng thuyết năng xả an trụ đầy đủ niệm an lạc nhập đệ tam thiền an trụ trọn vẹn là định thứ đệ thứ ba rất vui rất khổ mừng lo tiêu mất chẳng khổ chẳng vui xả niệm thanh tịnh nhập đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn là định thứ đệ thứ tư vượt tất cả sắc tưởng diệt tưởng hữu đối chẳng tư duy các loại tưởng nhập định không vô biên không vô biên xứ an trụ trọn vẹn là định thứ đệ thứ năm vượt tất cả định không vô biên xứ nhập định vô biên thức thức vô biên xứ an trụ trọn vẹn là định thứ đệ thứ sáu vượt tất cả định thức vô biên xứ nhập định vô tiểu sở hữu vô sở hữu xứ an trụ trọn vẹn là định thứ đệ thứ bảy vượt tất cả định vô sở hữu xứ nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ an trụ trọn vẹn là định thứ đệ thứ tám vượt tất cả định phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập định diệt tưởng thọ an trụ trọn vẹn là định thứ đệ thứ 9. Đại Bồ Tát ấy có khả năng đối với chín định thứ đệ như thế hoặc thuận hoặc nghịch, nhập xuất tự tại. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy đối với tám giải thoát chín định thứ đệ đã khéo thành thục, lại có khả năng nhập tam ma địa sư tử tần thân của Đại Bồ Tát, Thế nào gọi là tam ma địa sư tử tần thân của Đại Bồ Tát? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát địa pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, đi sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, an trụ trọn vẹn, tầm từ tịch tịnh, an trụ trong tánh chuyên nhất của tâm bình đẳng, thanh tịnh, không tầm không từ, định sanh hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền, an trụ trọn vẹn, ly hỷ trụ xả đầy đủ niệm tránh chi, toàn thân thọ lạc. Bậc thánh ở trong đó năng thuyết năng xả, an trụ đầy đủ niệm an lạc, nhập đệ tam thiền an trụ trọn vẹn, dứt vui dứt khổ, mừng lo tiêu mất, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn, vượt tất cả sắc tưởng, diệt tưởng hữu đối, chẳng tư duy các loại tưởng, nhập định không vô biên, không vô biên xứ an trụ trọn vẹn, vượt tất cả định không vô biên xứ, nhập định vô biên thức, thức vô biên xứ, an trụ trọn vẹn. Vượt tất cả định thức vô biên xứ, nhập định vô tiểu sở hữu, vô sở hữu xứ, an trụ trọn vẹn. Vượt tất cả định vô sở hữu xứ, nhập định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, an trụ trọn vẹn. Vượt tất cả định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập định diệt tưởng thọ, an trụ trọn vẹn. Lại từ định diệt tưởng thọ xuất Nhập lại định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, từ định phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất, nhập định vô sở hữu xứ, từ định vô sở hữu xứ xuất, nhập định thức vô biên xứ, từ định thức vô biên xứ xuất, nhập định không vô biên xứ, từ định không vô biên xứ xuất, nhập đệ tứ thiền, từ đệ tứ thiền xuất, nhập đệ tam thiền từ đệ tam thiền xuất nhập đệ nhị thiền từ đệ nhị thiền xuất nhập sơ thiền thì này thiện hiện đó là tam ma địa sư tử tần thân của đại bồ tát